Alo ạ, dạ em chào chị ạ, em chào hai anh diễn giả, em chào anh Vũ, em chào anh Thái. Dạ em chào chị Đức. Thì em alo, mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Nghe rõ em nói đi. À dạ vâng ạ. Em rất là cảm ơn chị Đức đã tổ chức buổi thảo và cảm ơn hai diễn giả đã chia sẻ, có những cái chia sẻ mà nó rất là mới với em á. Thì hiện tại thì em đang trong quá trình hoàn thiện luận văn của thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, và em cũng có ý định là sẽ học theo PhD. Nhưng mà em có cái câu hỏi, hai câu hỏi sau đây, mong anh Vũ và anh Thái có thể giải đáp giúp em ạ. Đấy là em cảm thấy là mặc dù là em gần kết thúc cái khóa học thạc sĩ của mình rồi theo định hướng nghiên cứu, nhưng mà em thấy cái kỹ năng nghiên cứu của em nó còn rất là non nớt. Thế thì em đang suy nghĩ là mình nên học tiếp lên PhD luôn, hay là mình sẽ học một cái khóa master khác ở bên nước ngoài để trau dồi thêm những cái kỹ năng nghiên cứu của mình hơn ạ. Và cái câu hỏi thứ hai của em đấy là trong cái hồ sơ nộp PhD của mình thì các cái bài đăng và các cái bài viết trên tạp chí thì nó có đóng vai trò quan trọng không ạ? Tại vì em cũng có đang mong muốn là tham gia viết một số bài viết đăng lên tạp chí, nhưng mà cảm thấy cũng cũng khá là chật vật ạ. Mình có nên là viết bài viết trước trước khi nộp hồ sơ không, hay là mình cứ nộp hồ sơ xong rồi bài viết thì mình có thể viết sau nữa? Dạ em cảm ơn hai diễn giả. Chị Đức ơi, em trả lời câu này chị Đức nha. Rồi rồi, em trả lời chị Thái. Em trả lời trước rồi xong. Cái lĩnh vực này chị Đức cũng rất là nhiều kinh nghiệm và bạn Vũ cũng nhiều kinh nghiệm nên chị Đức với bạn Vũ có thể có biết thêm. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn thì mình xin trả lời này. Như cái phần trình bày của mình ấy là cái quan trọng nhất, bây giờ mình nói về cái contribution xem. Như như hồi nãy bạn có thấy là mình nói có hai phần, cái phần contributions và cái phần passion. Thì đối với phần contribution á, thì khi mà mình đọc một cái luận, một cái proposal á, thì mình sẽ chú ý xem nhiều ở cái phần học thuyết, cái phần philosophy. Bởi vì là ở thời điểm đấy không ai là yêu cầu bạn có một cái kỹ năng về phân tích dữ liệu, bạn có một cái kỹ năng về chạy kinh tế lượng. Mình lúc mà mình nộp mình cũng không có, và thật sự người ta không đòi hỏi. Và thậm chí khi mà bạn bảo vệ năm nhất ấy, bạn bảo vệ năm nhất người ta cũng chưa có đòi hỏi bạn phải có kỹ năng, bạn phải biết là bạn sẽ xài cái gì. Tôi đọc nhiều bài làm gần gần với tôi nè, tôi thấy họ họ hay xài phương pháp này phương pháp kia nè, tôi sẽ làm như vậy đó. Chứ họ không nói là ok, bạn cần với kỹ năng này trước. Thì đó là quan sát của mình. Tuy nhiên có ở những cái trường khác mà mình có biết đó, ví dụ ở Mỹ đó thì 4 năm đầu, thường thường 2 năm đầu tiên là bạn học coursework, là cái kỹ năng đó rất rất quan trọng khi bạn học coursework. Còn đối với môi trường ở ở Anh hoặc ở Úc thường thường là không yêu cầu. Và bạn cũng thấy là thường thường ở các trường ở Mỹ đó họ hay yêu cầu cái bằng GRE hoặc là bằng GMAT chẳng hạn. Thì thường thường ấy, cái lý do mà họ hay yêu cầu vì là cái lượng nộp hồ sơ rất lớn. Đúng không ạ? Ví dụ như mình đây, và đây là cái cách suy nghĩ riêng của mình nha, có thể đúng có thể sai bởi vì mình không có quen thuộc lắm với lại cái hệ thống của Mỹ. Ngày xưa khi mà mình viết proposal, mình chuẩn bị nộp hồ sơ đó, thì mình đã học GMAT. Nhưng mà mình học không có nổi. Thật sự luôn, lúc đó mình đi làm ngân hàng. Tối về lúc đó là nhiệt huyết làm nghiên cứu cũng cao lắm. Tối về bắt đầu đem GMAT ra ngoài học, học không nổi, làm không nổi, mình chưa bao giờ thi nổi GMAT. Cái lý do mình rất là buồn, mình rất là thất vọng ở bản thân. Nhưng mà sau này mình mới phát hiện ra một điều á, là mình không phù hợp để học GMAT. Bản thân Thái không phù hợp để học GMAT. Bởi vì những người, theo Thái biết, những bạn mà học GMAT á, là những bạn làm một cái bài test ra kết quả rất nhanh, là những bạn đó có khuynh hướng sharp, các bạn rất là sharp, các bạn rất là smart. Tuy nhiên là về cái sự thông minh á, thì sau này khoa học chứng minh là có 10 loại thông minh khác nhau. Thì đối với philosophy á, thì thường thường á là những người có khuynh hướng là ngồi xuống và suy nghĩ.
Ví dụ như xưa mình đi học tiến sĩ đó là có những khoảng thời gian mình tối ngày lên office, là tại vì bạn học PhD bạn sẽ có office chung với share chung với những bạn học PhD khác, và có những thời gian mình chỉ ngồi ở nhà thôi, ngồi ở nhà nằm xuống giường nhìn lên trần nhà thôi. Nó sẽ có khuynh hướng suy nghĩ nhiều hơn, khuynh hướng lắng động suy tư hơn đó, cho nên là mình không hợp. Nhưng mà vì có vẻ có lẽ là vì ở Mỹ có quá nhiều đơn cho nên họ đòi những người vừa sáp vừa smart vừa suy tư. Cho nên đối với kinh nghiệm của mình về cái hệ thống ở Anh hoặc ở Úc thì mình thấy là cái những cái kỹ năng nghiên cứu thật sự là chưa có quá cần thiết trong quá trình học và trong quá trình nộp hồ sơ. Mà cái quan trọng nhất là bạn phải đọc, thích nghe nhạc đó, thích nghe nhạc, rồi thích criticize nhạc, rồi sau đó nghĩ ra một cái bài nhạc cho riêng mình. Thì khi quá trình nghĩ như vậy thì không cần phải biết nhiều kỹ thuật để viết đâu, chỉ cần hiểu cái lý luận của người ta. Như hồi nãy Thái có nói đó, là nó đơn giản đến độ là Thái chỉ dùng một cái ví dụ của một cái bài học vỡ lòng, cái bài đầu tiên của kinh tế học, nhập môn kinh tế học thôi, thì bạn cũng có thể thấy được cái lý luận. Đó là cái độ mà bạn ngồi bạn reflect, cái chương một thôi bạn cũng có thể reflect được. Cái câu hỏi số 2 của bạn là bạn hỏi là có nên viết bài để mà làm cái CV của mình tốt hơn hay không, thì mình xin trả lời lại có và không. Có là thế nào? Có là nó thể hiện được là bạn đã trong một cái lĩnh vực này rất lâu, và nó thể hiện là bạn rất là passion và bạn rất là committed. Bạn đó, có những người khác họ nhìn vào họ có thể thấy những cái vấn đề khác, ví dụ như họ thấy ô bạn này có network tốt, nhưng mà như mình nói đó, bản thân mình thì mình không có gọi là trân trọng lắm cái chuyện đó, bởi vì mình thấy là ok, bạn phải thể hiện chính bạn là cái điều đầu tiên, và bạn phải hiểu giá trị của bạn, và bạn phải cái tôi của mình nhỏ thôi, cái đó không quan trọng lắm. Cho nên đúng là nó thể hiện commitment của bạn, nó thể hiện là bạn đã quen thuộc cái này rồi, làm sẽ dễ hơn. Nhưng mà khi mà Thái đọc một cái hai bộ hồ sơ, mà một cái bộ hồ sơ so sánh, một bộ hồ sơ có bốn publications nhưng mà cái theory nó không sâu, và một bộ hồ sơ không có publication nào hết mà theory nó sâu, thì Thái sẽ favor cái bộ hồ sơ theory sâu. Tuy nhiên nếu mà cái bộ hồ sơ mà vừa có bốn publication mà vừa có theory sâu thì thôi khỏi nói rồi. Nhưng mà anyway, đây chỉ là quan điểm của Thái thôi. Có thể là những cái thành viên khác trong hội đồng họ có một cái quan điểm khác. Một cái điều nhỏ nữa để lưu ý đó là có thể là bạn sẽ thấy học đi viết bài chung với những thầy cô khác nó sẽ bổ trợ, bởi vì là bạn có người đồng hành đã hướng dẫn bạn vào quá trình nghiên cứu dễ hơn. Nhưng mà cũng có thể là nó không hỗ trợ, bởi vì nó sẽ làm mất thời gian của bạn. Cho nên là đây là câu chuyện trade-off. Và vì là bạn phải ngồi xuống bàn ra quyết định như vậy đó, là bạn đang transform bản thân bạn. Cho nên cái quá trình học tiến sĩ là nó transform bản thân mình ghê gớm lắm. Ngay từ ban đầu ngồi xuống viết proposal đã transform rồi. Cho nên là bạn sẽ biết được thế nào là tốt nhất cho bạn. Nhưng mà hãy động lại trong tim mình một điều rằng là tiến sĩ là gì? Tiến sĩ là philosophy. Tiến sĩ là gì? Tiến sĩ là transform bản thân mình. Khi đặt cái tay lên ngực của mình, nhớ hai cái giá trị đó, thì bạn sẽ biết bạn sẽ làm gì. Cảm ơn Thái. Vũ, mời em. Dưới giác tổ của một người đang bơi. Nên là mình nghĩ là anh Thái nói hết về cái bờ nó làm sao rồi, làm thế nào để vô bờ. Mình thì mình nói làm cách nào để nổi đi ha, cho nó dễ vô bờ hơn ha. Thì ý kiến cá nhân của mình thì mình thấy là anh Thái, thứ nhất anh Thái nói rất là đúng, là câu hỏi đầu tiên là về có nên học lại hay không á. Thì trước hết là bạn xem thử, là coi cái khả năng của bạn như thế nào, bạn tự tin chưa. Thì để test thì có nhiều cách test lắm. Một trong những cách test thì có thể hiện giờ bạn vẫn chưa viết proposal, như mình nói là để viết proposal là phải thỏa mãn đủ thứ hết trơn á, là phải dành thời gian, phải có điều kiện, phải quyết tâm. Thì bây giờ bạn
bạn chơi chưa nhảy xuống nước thì giờ bạn thử nước đi. Bạn thử bằng cách là như thế nào? Bạn thử là bạn có thể là bạn thử viết thử một cái, không nhất thiết là proposal, một cái bài nào đó, một bài báo nào đó cho tạp chí trong nước, thử một cái rất là dễ. À, rồi nếu bạn vô được cái gọi là cái ngón chân cái vô nước là không vấn đề gì hết, bạn thêm một xíu nữa bạn thử bằng cái mắt cá chân của bạn, thì trong quá trình thử có khi bạn cũng đã học được nhiều hơn, bạn quen nhiều hơn rồi. Đó thì sau cùng á, thì nếu như mà bạn cảm thấy không đủ thì khi mà bạn thử rồi bạn sẽ tự biết là, lúc đó mình nghĩ là bạn sẽ tự biết là bạn thấy là đã đủ hay chưa. Đó thì cái đó là cái đầu tiên mình muốn nói. Câu hỏi thứ hai á, thì anh Thái trả lời cũng rất là đúng là có và không. Thì có, mình nghĩ là có nằm ở chỗ là có bạn nên thử làm. Tại vì không thử thì mình không biết mình có làm được hay không, hay mình mạnh chỗ nào yếu chỗ nào hết trơn. Thì bạn nên thử làm, thử viết bài báo. Còn không á, là bạn đừng nên nghĩ là tôi có bài báo là tôi có lợi thế tuyệt đối so với những người còn lại. Tại vì cái chính á, vẫn là philosophy. Khi mà bạn viết một cái bài báo thì bạn sẽ từ từ bạn sẽ biết là tôi thích lĩnh vực nào. Trên nữa là tôi thích viết kiểu bài báo nào, như anh Thái nói là có nhiều kiểu á. Thì ví dụ có kiểu là mình chỉ nói về luận luận bàn lý thuyết thôi, còn có kiểu thì mình toán hóa. Cũng có một số kiểu nữa là mình thích đi mình phỏng vấn người ta, mình thích đi mình nói chuyện với người ta, mình hiểu cái câu chuyện của người ta, mình áp câu chuyện của người ta vào trong cái bài nghiên cứu của mình. Thì cái đó thì mình nghĩ là bạn chỉ có đi tìm hiểu, bạn đi viết thì bạn mới từ từ bạn biết là tôi thích cái phong cách nào, rồi tôi thích cái lĩnh vực nào, lĩnh vực này có tôi có ý tưởng nào về nó hay không. Nhưng mà sau cùng á thì cũng là cái philosophy của bạn trong cái, tức là cái học thuyết bạn đưa ra, cái lý luận bạn đưa ra trong cái proposal của bạn là quan trọng nhất. Những cái kia nó chỉ là phụ gia thêm vào thôi. Đương nhiên là có phụ gia và có cả cái mình lại dùng đồ ăn mất tiêu rồi, xin lỗi bạn. Có phụ gia và cả cái món chính nó cũng ngon thì nó vẫn rất là ổn. Còn nếu mà chỉ có phụ gia và không có món chính thì mình nói là cũng như là mì gói thôi, tức có nghĩa là ăn thì ngon nhưng mà ăn nhiều quá thì nó ngán. Và những cái người mà chấm bài của bạn thì mình cho là chắc là ăn mì gói cũng nhiều lắm rồi. Cho nên là mình cũng góp ý là có, mình cũng đồng tình anh Thái là có và không, có nên viết thử để tìm ra chính mình thích cái gì. Ví dụ mình nói thẳng luôn như mình là mình thích, thứ nhất là mình thích thu thập dữ liệu, thứ hai là mình thích đi gọi là gì, survey người ta, phỏng vấn người ta, biết ý của người ta. Cái đó là mình chỉ có đi làm nghiên cứu mình mới biết là mình thích những cái đó. Còn thứ mình không thích rất đơn giản, mình không thích sao ta, lập mô đồ chạy framework mà gọi là tính toán, ví dụ như là a có tập nghiệm là a từ x với y abc các kiểu, mình làm không nổi chuyện đó. Mình chỉ chạy được mấy cái mô hình dựa trên dữ liệu mình thu thập được thôi đó, mình không có lý luận về kiểu mô đồ chứng minh rồi giả thuyết thuyết một thứ hai thứ ba, mình không làm được cái chuyện đó đó. Và cái lĩnh vực mình ưa thích cũng vậy, mình làm mình mới biết được mình ưa thích cái gì. Tại vì trong ví dụ trong cái ngành của mình là kế toán tài chính, nó cũng sẽ có rất là nhiều cái mảng nhỏ của kế toán tài chính đó, có những mảng nó liên quan tới cái khác nữa, thì bạn không làm bạn sẽ không biết được là tôi thật sự thích gì và tôi thật sự giỏi cái gì. Và mình đây em xin hết.